Trong diễn biến mới nhất của Hương Vị Tình Thân phần 2, Hoàng Long tìm mọi cách tiếp cận nhưng Phương Nam vẫn giữ thái độ lạnh lùng với tình cảm của anh. Không muốn cháu trai từ bỏ tình yêu của mình, bà Dần, bà nội của Long đã xui Long tìm mọi cách để cưới Nam, thậm chí có bầu trước cũng được. Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng vô cùng hào hứng với lời khuyên của bà Dần. Nhiều thành viên trong ekip làm phim đồng tình với lời khuyên này và khẳng định liêm sỉ gì tầm này, cưới, chốt, không nằm ngoài cuộc vui này. Nam diễn viên Việt Anh thắc mắc, cho chửa luôn à? Và úp mở về phần 3 của bộ phim Hương Vị Tình Thân. Thấy bảo lại chuẩn bị bấm máy phần 3 rồi, công nhận cái tình thân này hương vị đậm và lâu bền thật. Cuối phần 2 mới chừa, mở cho phần 3, diễn viên Việt Anh bật mí về phần 3 của phim khiến dân mạng không khỏi tò mò. Dưới lời hé lộ này, các tín đồ mê phim Hương Vị Tình Thân vô cùng thích thú và liên tục đặt nghi vấn về lời úp mở này. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.